cái hạt này là cái hạt ốc chó, mà cái ông đó ông làm bằng cách nào mà ông làm vậy bể được hay ra mọi người? Nó cứng dữ lắm luôn á mọi người. Chú làm nho với bếp đi, rồi nho với bếp của em đây, nho nè. Nho này nho Mỹ. Rồi, mình gót bếp vô. Cái này lá chắc ngon nè. Cái này nho với bếp chắc ngon. Wow. Lắc đều lên nó sôi luôn nè. Mời mọi người nha. Quá thơm, quá ngon luôn. Anh làm cam với bò hút đi ạ. Tại sao không phải là trà xanh với bò hút mà là cam với bò hút? Đây cam đây. Quá trời nhiều nước luôn. Bò hút đây. Rồi mình lắc đều lên. Lắc đều lên. Quá ngon luôn mọi người ơi. Mời mọi người nha. Nó rất là thơm luôn. Anh làm thơm với bếp đi. Rồi thơm với bếp của em đây. Bếp nè. Thơm đây. Đó. Mình lắc lên cho nó đều, nó sôi bọt lên luôn rồi nè. Đó. Cái vị thơm với bếp chắc là nó ngon hơn cái nho. Cái món này là nằm trong top nha. Là mình làm 20 mấy cái video là cái món này là nó ngon đứng hạng nhì nè, nó chỉ thua cái clip dâu thôi nha mọi người. Thật sự. Chú làm mặn với Pepsi á. Rồi ok nha. Pepsi đây. Rồi mặn của em đây. Đây mặn nè. Ép lại đang lấy nước. Món này cũng lạ quá. Để thử coi cái khẩu vị nó ra làm sao. Mặn nè. Nước ép mặn. Lắc đều lên. Uống thử. Mời mọi người nha. Ngon nha mọi người. Chú làm nhãn với Pepsi đi. Rồi nhãn với Pepsi của em đây. Cái nhãn là lột vỏ rất là cực nha. Lột từ hồi sớm giờ là tới chừng 15 phút mới được đó. Giờ ép ra lấy nước nè. Nhãn. Rồi giờ mình gót vô trước nha. Đó là nhãn đó, nước nhãn đó. Rồi Pepsi. Cái này chắc ngon nè. Cái này chắc nó nằm trong top quá. Nhìn thấy ngon. Thử coi. Nhãn nó thơm. Mời mọi người nha. Nhãn lắc Pepsi. Cái này là đứng hạng thứ 3 nha. Cái này là nó ngon đứng thứ 3 trong mấy chục clip của mình nha. Nuốt một viên Mentos màu trắng mà không nhai rồi uống Coca. Rồi đây của em đây. Nhớ follow và đăng ký kênh YouTube giùm anh nha. Đây. Đó. Đau khổ quá. Rồi nha. Chơi quân tử nha. Nhớ follow và đăng ký kênh YouTube giùm anh nha.